Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thỏa theo yêu cầu của rất nhiều anh em để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình, muốn mình so sánh cụ thể giữa hai mẫu xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen của dòng xe Honda Winner X V3 và V4, V3 của năm 2023 và V4 của năm 2024. Mình sẽ lướt qua một vòng trước đã, review chi tiết cụ thể so sánh đôi chút giữa hai phiên bản này, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm hiện tại đầu tháng 1 của năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại mua dòng xe Honda Grid trong thời điểm này sẽ được bốc thăm trúng thưởng cũng như nhận được rất nhiều những món quà tặng ưu đãi các bạn nha. Đặc biệt là chiếc điện thoại rất giá trị luôn, đến từ công ty Honda Việt Nam. Đây là hai phiên bản, phía bên tay phải là của năm 2023 và phía bên tay trái là năm 2024. Các bạn có thể nhìn vào rồi, phần đầu xe có nhiều sự thay đổi nhất. Phần viền trắng xung quanh phần mão đầu đèn và mặt đồng hồ của xe thay đổi bằng viền đen. Bộ tem xe cũng có nhiều sự thay đổi. Màu trắng trên phiên bản của năm 2023 sẽ thay thế bằng màu đen ở hai bên yếm xe phía trước. Vị trí mỏ cầy của xe thì được sơn bằng màu trắng nhá, nhìn cực kỳ thể thao và phong cách luôn. Nó lộ diện ra cái vị trí đó, nhìn cực kỳ là thể thao, giống những mẫu xe phân khối lớn, các bạn có thể nhìn phần mỏ cầy ở đây. Còn lại cục máy thì vẫn cơ bản là tương tự. Tuy nhiên thì phiên bản mới nó có bổ sung thêm hệ thống bộ ly hợp chống trượt hai chiều hoàn toàn mới, giúp côn số nhẹ, mượt và êm hơn. Cũng vẫn cho ra công suất 15,4 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 13,5 Nm. Trọng lượng của xe cũng nhẹ hơn đôi chút, phiên bản các bạn đang theo dõi là 122 kg. Với cặp mâm xe được làm từ 6 chấu ở phiên bản cũ xuống còn 5 chấu mà thôi. Kết hợp với đó là cái vị trí dàn chắn bùn phía sau này, có cái vị trí phần đèn soi biển số được làm chìa ra hơi thô một chút các bạn nha, to hơn so với phiên bản của năm 2023. Đây các bạn có thể nhìn ngắm luôn. Xung quanh mặt đồng hồ 2023 là màu trắng, còn 2024 là màu đen. Vị trí phía dưới yếm xe cũng tương tự như vậy, để các bạn có thể nhìn luôn một cách cụ thể, chi tiết. Còn lại mọi thứ chức năng trên xe gần như tương tự giống nhau. Chìa khóa thông minh đều trang bị trên tất cả các phiên bản. Phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn nên sẽ không có ABS và không có cổng sạc 2.1A tiện dụng. Kích thước lốp xe, các nội dung trên xe, giảm xóc là tương tự giống nhau, không có thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên thì nhiều bạn vẫn gọi là phiên bản V3, V4 để dễ phân biệt thôi. Chứ thực sự ra thì mình cứ gọi là phiên bản 2023 và 2024 ấy, thì nó cũng đúng với ý nghĩa của nó. Chứ còn V4 thì thực sự ra thì các bạn gọi thì mình vẫn chia sẻ với các bạn như vậy. Chứ còn V4 nó phải thay đổi nhiều hơn cơ. Nhưng ở đây cục máy thì gần như không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ bổ sung thêm một số những cái nội dung như bộ ly hợp chống trượt hai chiều mà thôi. Còn lại tổng thể thiết kế và kết cấu thì không có quá nhiều sự thay đổi. Hiện tại thì mức tiêu nhiên liệu trên phiên bản của năm 2023 là 1,99 lít trên 100 km, khối lượng 123-124 kg. Còn phiên bản mới sẽ là 1,98 lít trên 100 km thôi các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì mình xin phép được báo giá luôn để bạn cùng tham khảo thông qua video này về mẫu xe Honda Winner X với hai phiên bản ở đây. Mức giá bán tại Lai Châu mình đang có nhỉnh cao lên một chút. Vẫn được tặng điện thoại bình thường các bạn nha. Áp dụng chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi. Chương trình này sẽ áp dụng cho đến kết thúc vào ngày 9 tháng 2 năm 2024. Phiên bản của năm 2023 giá bán hiện tại vào khoảng tầm 37 triệu. Còn phiên bản mới năm 2024 giá vào khoảng tầm 38 triệu cho hai màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Đều là đen nhá, đen trắng đen. Tuy nhiên thì nó sẽ là hai cái sự khác biệt ở bộ tem xe cũng như một số vị trí mảng màu sắc. Rè chắn bùn cũng có sự thay đổi này, các bạn có thể nhìn ngắm luôn. Còn các phiên bản phanh ABS ấy, thì phiên bản 2024 cũng nhỉnh hơn 1 triệu các bạn nha. Cũng nhỉnh hơn 1 triệu. 38 đến 39 triệu cho phiên bản của năm 2023 và 39 đến 40 triệu cho phiên bản của năm 2024. Có ABS đấy, gồm phiên bản cao cấp và phiên bản thể thao, đường đua HRC. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Phiên bản mới thì nó sẽ có thêm trên những phiên bản phanh ABS ấy, thì cái đĩa phanh của nó ấy, nó sẽ gắn liền với hệ thống cảm biến ABS luôn. Cũng như cái phần xích sau của xe có thêm phớt ô các bạn nha, để tăng thêm độ êm ái, cũng như tiết kiệm được cái quá trình bảo dưỡng bảo trì và tăng ra cái tuổi thọ của sợi xích nhiều hơn một chút. Còn lại kết cấu thiết kế là tương tự giống nhau thì mình đã chia sẻ khá nhiều các video rồi. Giá bán thì mình cũng đã báo một cách cụ thể để các bạn có thể tham khảo như vậy. Hiện tại thì các bạn có thể lưu ý cho mình này, với những màu sắc sơn độ 3D của phiên bản V3 ấy, cũng đang có mặt ở đại lý luôn. Phiên bản sơn độ 3D lên từ hệ thống phanh thường ấy, thì giá của nó vào khoảng tầm 40 triệu các bạn nha.
Còn lên từ hệ thống phanh chống bó cứng ABS giá vào khoảng tầm 41 triệu 900, tức là nhỉnh hơn vào khoảng tầm gần 2 triệu. Để các bạn có thể quan tâm lưu ý. Ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Đây cũng là một mẫu xe với mức giá bán cũng là hợp lý rồi. Mình nghĩ là như vậy. Chương trình khuyến mại thì luôn ngập tràn với dòng xe Honda Winner X. Nếu các bạn nào quan tâm, yêu thích, muốn có cho mình một dòng xe để đi chơi Tết trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 này thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo các bạn nha. Bởi mức giá bán này thì với một mẫu xe mới thì mình nghĩ là chấp nhận được cho một mẫu xe côn tay. Trong thời gian sắp tới thì mình đã tham khảo được rồi. Từ công ty Honda Việt Nam thì lượng hàng về khá là ít. Đấy là mình có thể nói thêm như vậy. Mình là khách hàng thôi. Mình không phải là quảng cáo hay gì cả. Có như nào mình báo như thế một cách cụ thể để các bạn có thể lưu tâm lưu ý lựa chọn. Mình cũng không phải là nhân viên bán hàng của đại lý đâu, nên có như nào mình nói một cách cụ thể. Hy vọng ấy là sẽ giúp cho các bạn trong việc lựa chọn cho mình một mẫu xe tốt nhất, ok nhất. Tùy từng khu vực địa phương thì mức giá bán của nó sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Miền Bắc thì giá bán một kiểu, mà miền Nam giá bán một kiểu. Đại lý nọ giá bán một kiểu, đại lý kia giá bán một kiểu các bạn nha. Không đâu giống đâu cả. Giá bán ở đại lý mới là cái mức giá bán đáng để quan tâm và là chính xác nhất cho một mẫu xe. Còn những cái mức giá bán mà giá bán đề xuất của hãng đưa ra ấy, chỉ là cái để tham khảo thôi. Các bạn có thể lưu tâm lý chung như vậy. Luôn luôn có sự chênh lệch thấp cao với giá bán đề xuất của hãng. Với ở Lai Châu mình thì mình nghĩ rằng ấy, cái mức giá bán cũng là chấp nhận được. So với toàn quốc mình cũng đã cập nhật ở nhiều nơi rồi, kể cả đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng có luôn. Hiện tại đến thành phố Hồ Chí Minh ấy, giá bán của các mẫu xe thậm chí còn rẻ hơn so với khu vực của miền Bắc trong thời điểm hiện tại. Trước đây thì miền Bắc luôn luôn tốt hơn, đặc biệt ở phía tỉnh Lai Châu mình luôn luôn tốt hơn. Nhưng ở thời điểm này thì khu vực miền Nam, cụ thể ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận thì giá bán của nó đang khá là ok với các mẫu xe của Honda, Yamaha các bạn nha. Và đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Có nói thêm một chút về phần giá cả của các mẫu xe trong thời điểm tháng 1 của năm 2024 để các bạn có thể tham khảo một cách cụ thể. Rồi, cái video này của mình, nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá số lúc các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.